Thời gian qua, các cấp công đoàn ngành công thương đã chủ động phối hợp với chính quyền chuyên môn xây dựng chương trình kế hoạch tuyên truyền, triển khai luật phòng chống tác hại thuốc lá đến đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động trong toàn ngành. Có thể thấy không khí của gian phòng này rất trong sạch, không hề có mùi thuốc, cây cối xanh tốt, dù chỉ là những cây thủy sinh nhỏ nhỏ xinh xinh. Mọi người đều cảm thấy rất thoải mái làm việc trong môi trường này. Ở cơ quan chúng tôi thì đã triển khai cái chương trình phòng chống tác hại của thuốc lá. Tất cả các hành lang ấy thì là đều dán cái biển cấm hút thuốc lá hết rồi. Và mỗi khi hút thuốc thì chúng tôi đều ra những khu vực riêng để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của đồng nghiệp cũng như người khác. Thời gian tới để giảm thiểu hơn nữa tỷ lệ người hút thuốc lá, các cấp công đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá trong công nhân, viên chức, lao động và lợi ích xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá vì sức khỏe của người lao động và cộng đồng, phối hợp với chuyên môn tổ chức ký cam kết xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá. Bên cạnh đó, tích cực xây dựng mạng lưới cộng tác viên trong hệ thống công đoàn nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phòng chống tác hại thuốc lá và xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc. Lựa chọn thẩm định các công đoàn cơ sở làm điển hình tiêu biểu, tổ chức cấp biển chứng nhận môi trường làm việc không khói thuốc lá để nhân rộng trong các cấp công đoàn.